Vâng, em xin kính chào quý cô chú anh chị và các bạn. Rất vui vì được gặp lại mọi người trong video ngày hôm nay. Thì hôm nay em xin giới thiệu đến quý cô chú anh chị và các bạn một con xe mang thương hiệu Cervelo, một con xe khung sườn màu xanh đen rất là bóng, có pha một chút tem trắng và tem đỏ. Thì tổng thể thì con này thì hoàn toàn là gần như là mới và cũng được cửa hàng nhập trực tiếp tại Nhật. Thì em đảm bảo với các bác là hàng chuẩn, sai đâu thì em sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm. Thì con xe này thì tay khoằm nhé. Đây, giờ em sẽ quay chi tiết cho các bác ngắm. Còn bác nào muốn tham khảo về nhiều mẫu xe hơn thì có thể gọi điện hoặc nhắn tin cho em theo số điện thoại 0989 668 195. Em sẽ giới thiệu cụ thể hơn. Đây, con xe này thì bây giờ em sẽ quay chi tiết cho các bác ngắm này. Yên của nó đây là rất là đẹp nhá. San Meco. Đây cụm phanh của nó đây. Cụm phanh ạ. Tổng thể con này thì còn rất chi là mới luôn đấy ạ. Con này ngang là 52. Em đo lại cho các bác ngắm sẽ mới chuẩn nhá. Ngang là 52 các bạn. Đây em đo lại cho các bạn ngắm này. Ngang là 52. Đứng là đi 47, 48, 47. 48. Con xe này thì còn rất chi là mới ạ. Đây, hàng này là hàng được sản xuất tại Malaysia này. Đúng. Màu có màu xanh xanh dạng kiểu như dạng xanh đen ấy. Rất là bóng các bạn, sơn bóng. Đây cổ phốt đấy ạ. Đây là nguyên bản của nó là màu này. Nếu mà bác nào mà không thích cái màu trắng này ấy, thì về mình cũng có thể thay tay quấn được ạ. Nhưng mà đây là em để nguyên bản theo nguyên bản của chủ cũ. Không có một vết chảy xước nào các bác nhé. Không có một vết chảy xước nào luôn. Rất chi là đẹp. Cái lạng này thì ở mặt ngoài thì có chữ màu đỏ nhỏ. Ở mé bên trong thì chữ to màu trắng. Đây mặt trước ạ. Mặt trước thì có chữ đỏ. Bóng lắm ạ.
Nói chung là bác nào mà thích cái hãng xe, dòng xe này mà đi vừa cái size này thì rước ngay em nó về chứ không cần phải lăn tăn gì, tại vì em nó còn rất chi là mới, hàng này hàng cực đẹp luôn. Hàng hàng cực đẹp luôn đấy các bạn. Đây này, chữ dập nổi ở đây này. Đấy, các bác nhìn thấy không ạ? Ở dưới này đấy có chữ Japan đấy ạ. Rất là nhỏ trong cái clip này đấy ạ. Đây size số của xăm lốp các bác nhé. Nói chung là con xe này quá là đẹp. Vâng, hôm nay em sẽ quay đến đây thôi. Thì cảm ơn các bác đã xem video của em. Các bác nhớ đăng ký kênh ủng hộ em để em ra nhiều video tiếp theo. Thân ái chào tạm biệt các bác. Hẹn các bác ở video sau.